Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Nam Anh kính mời quý vị theo dõi tin cập nhật về Corona Virus. Hàng chục ngàn vệ binh quốc gia Hoa Kỳ có thể được điều động để giúp các tiểu bang đối phó với virus Phủ hán đang lây lan nhanh chóng. Trang Voa dẫn lời người đứng đầu lực lượng vệ binh quốc gia Mỹ cho biết vào ngày 19 tháng 3. Tướng Joseph Leijer cho biết tổng cộng có 2.000 binh lính đã được điều động và từ đây tới cuối tuần có thể tăng gấp đôi. Vệ binh quốc gia đã được gọi đi phục vụ tại 27 trên 50 tiểu bang của Mỹ để hỗ trợ dọn dẹp khử trùng các nơi công cộng và phân phối thực phẩm tới nhà dân trong mùa dịch virus corona. Hoa Kỳ tìm cách trị virus Vũ Hán bằng những thuốc đã có. Theo AP vào hôm thứ Năm 19 tháng 3, Tổng thống Trump đã đề cập tới các phương pháp điều trị có thể phát huy tác dụng đối với virus Vũ Hán, trong đó đã nói tới tiềm năng có một loại thuốc được sử dụng từ lâu để điều trị bệnh sốt rét và một số phương pháp khác vẫn đang được thử nghiệm. Trong cuộc họp báo tại Tòa Bạch Ốc vào hôm qua, ông Trump và Ủy viên Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ Stephen Hahn đã nói tới thuốc trị sốt rét chloroquine cùng với thuốc trị virus Remdesivir có thể có tác dụng trong việc điều trị bệnh nhân bị nhiễm virus Vũ Hán. Cùng ngày thì nhà sản xuất thuốc Roche của Thụy Sĩ cho biết họ đang hợp tác với chính phủ Hoa Kỳ để bắt đầu một nghiên cứu về Actemra, một loại thuốc được sử dụng cho bệnh viêm khớp, dạng thấp và một số bệnh lý khác có tiềm năng dùng cho điều trị virus Vũ Hán. Tổng thống Trump, thế giới trả giá đắt vì Trung Quốc chậm thông tin về COVID-19. Hôm 19 tháng 3, Tổng thống Donald Trump đổ lỗi cho Trung Quốc về đại dịch Covid-19 và một lần nữa ông sử dụng từ virus Trung Quốc. Tổng thống Trump nói, thế giới đang phải trả giá đắt cho những gì mà Trung Quốc đã làm khi đề cập đến tuyên bố của ông rằng các quan chức Trung Quốc đã không chia sẻ thông tin sớm hơn về sự bùng phát của Covid-19 sau khi nó được phát hiện ở Vũ Hán Trung Quốc. Lẽ ra nó phải được ngăn chặn ngay tại nơi nó khởi phát ở Trung Quốc, ông Trump nói trong một cuộc họp báo ở tòa Bạch Ốc. Theo Fox News, ông lập luận rằng các quan chức Mỹ có thể hành động nhanh hơn, giá như ban đầu chính quyền Trung Quốc chia sẻ đầy đủ thông tin về bệnh dịch xuất phát từ thành phố Vũ Hán. Theo tổng thống Trump, mọi chuyện sẽ tốt hơn nhiều nếu chúng ta biết về điều này một vài tháng trước đó thống đốc của tiểu bang California ban hành lệnh ở nhà, số tử vong ở Mỹ lên tới 205 người. Theo Reuters, ngày 19 tháng 3, lần đầu tiên California đã ban hành lệnh ở nhà trên toàn tiểu bang đối với 40 triệu dân và cùng lúc Washington cảnh báo rằng công dân Mỹ nên trở về nước hoặc ở lại nước ngoài vô thời hạn khi số ca tử vong do COVID-19 tại Hoa Kỳ lên tới 205 người. Sắc lệnh của thống đốc California Gavin Newsom có hiệu lực ngay lập tức, đánh dấu biện pháp mạnh nhất và lớn nhất của chính quyền trong cuộc khủng hoảng do COVID-19 gây ra đối với sức khỏe cộng đồng. Ông Newsom dự báo hơn một nửa dân số tiểu bang có thể lây nhiễm trong vòng 8 tuần nữa. Chúng tôi tin rằng người dân California sẽ tuân thủ điều này thời khắc đó sẽ tới. Ông Newsom nói tại một cuộc họp báo từ Sacramento, thủ đô của tiểu bang California. Cũng theo ông Newsom, Los Angeles, thành phố lớn thứ hai của Hoa Kỳ, có khả năng sẽ bị ảnh hưởng với quy mô lớn trong những tuần tới. Khi nhà chức trách tăng cường các biện pháp để ngăn chặn virus lây lan, Washington có thể tuyên bố hạn chế đi lại qua biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico ngay sau ngày thứ Sáu 20 tháng 3 hạn chế việc qua lại. Chỉ khi thật cần thiết, hai viên chức cao cấp cho Reuters biết về vấn đề này. Biện pháp này cũng tương tự như áp dụng với biên giới Canada từ hôm thứ Tư 18 tháng 3. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phát đi cảnh báo nói rằng nếu công dân đi ra nước ngoài thì kế hoạch xuất ngoại của quý vị có thể bị gián đoạn nghiêm trọng và quý vị có thể bị buộc phải ở bên ngoài Hoa Kỳ trong một khoảng thời gian không xác định. Nhật Bản phát triển bộ xét nghiệm COVID-19 chỉ trong 10 phút. Tại Nhật Bản, thì các nhà nghiên cứu đã phát triển bộ xét nghiệm COVID-19 cho kết quả trong vòng 10 phút, nhanh hơn nhiều so với các phương pháp tiêu chuẩn. Đại học Nagasaki phối hợp với Kano Medical System và Viện Bệnh truyền nhiễm quốc gia Nhật Bản phát triển bộ xét nghiệm này trường bắt đầu thử nghiệm lâm sàng tại tỉnh Nagasaki, nơi báo cáo ca nhiễm COVID-19 đầu tiên hồi cuối tuần trước. Hệ thống dùng mẫu lấy từ mũi hay họng của bệnh nhân tạo ra nhiều bản sao của bất kỳ vật liệu di truyền nào từ virus có thể có rồi sử dụng chất nhuộm quỳnh quang để các nhà khoa học nhìn thấy. Bộ xét nghiệm cần ít thời gian để sao chép sinh liệu virus hơn so với xét nghiệm phản ứng chuỗi polymerase tiêu chuẩn. Quá trình xét nghiệm diễn ra khoảng 40 phút kể từ khi bắt đầu tới kết thúc, bao gồm cả quá trình tiền nghiệm mẫu. Một bộ xét nghiệm có thể kiểm tra gần 700 mẫu trong một ngày, thiết bị gọn nhẹ chỉ nặng khoảng 2 ,4 kg 4. Đại học Nagasaki có kế hoạch phân phối bộ xét nghiệm đến các bệnh viện, đại học y khoa và cơ sở y tế khác. Đây là một phần trong dự án của Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Y khoa Nhật Bản. Nhóm nghiên cứu này trước đây sáng tạo và thương mại hóa bộ xét nghiệm virus Ebola và Zika. Số người chết vì virus Vũ Hán ở Ý vượt Trung Quốc. Theo thống kê của Worldometers, số lượng người tử vong vì virus Vũ Hán ở Ý đã vượt qua Trung Quốc mặc dù số người nhiễm ở quốc gia châu Âu chỉ bằng khoảng một nửa so với quốc gia Đông Á. Cụ thể, số ca tử vong vì COVID-19 của Ý tăng lên 427 người và ngày thứ Năm 19 tháng 3 sau 24 giờ, nâng tổng số người tử vong vì virus Vũ Hán ở nước này lên 3.405, vượt quá con số tử vong 3.245 của Trung Quốc. Tuy nhiên, số người nhiễm bệnh ở Ý vẫn còn thấp hơn Trung Quốc, với 41.035 người nhiễm bệnh, trong khi con số này ở Trung Quốc là 80.928 người. Tính theo tỷ lệ số người chết trên số người nhiễm, hoặc số người chết, số người nhiễm trên tổng số dân Ý với 60 triệu dân đang là một trong những quốc gia đứng đầu thế